Xin chào các bạn, mình là Hồng Trang. Hiện tại thì mình đang làm việc trong lĩnh vực truyền thông. Mình hiểu rất là rõ tầm quan trọng của việc học tiếng Anh trong đời sống cũng như là trong công việc. Nhưng mà mặc dù biết là như vậy, mình vẫn ở trong một cái vòng luẩn quẩn của chuyện học tiếng Anh. Không biết các bạn như thế nào, nhưng riêng mình từ năm lớp 6, là hết cấp 2, hết cấp 3 rồi lên đến năm 3, năm 4 đại học, hễ mà đụng đến tiếng Anh á, là mình sẽ học để đối phó. Và nhiều lúc mình suy nghĩ là tại sao bạn bè của mình có thể học được môn tiếng Anh trong khi mình thì mỗi ngày phải đối phó như vậy. Và các bạn cũng biết là cái tâm trạng khi mà học đối phó nó không hề dễ chịu một tí nào hết. Cho đến một ngày nọ thì mình có một cái cuộc hẹn với người chị của mình và một người bạn nước ngoài. Và các bạn biết không, suốt 3 tiếng đồng hồ mình không nói được một câu tiếng Anh nào. Cứ gật như vậy nè. Và thậm chí nếu mà lúc đó có cái lỗ nào mình muốn chui xuống ghê luôn á, bởi vì quá là ngại, quá là quê đi, thật sự luôn các bạn. Và sau cái buổi đó đi về đó thì mình dạng như là mình đã bị một cái tát thẳng vô mặt vậy đó. Nghĩa tự bản thân mình là nói với bản thân mình là mình phải thay đổi rồi, mình không thể để cái chuyện này tiếp diễn nữa. Và cuối cùng thì mình quyết tâm, một lần nữa quyết tâm các bạn, là sẽ phải học tiếng Anh thật là giỏi. Bữa đó đang lướt Facebook, nói chung là những ngày trước đó là mình đã lên những cái kế hoạch để học tiếng Anh rồi. Thì vô tình không biết làm sao á, trời xui đất khiến tự nhiên cái mình thấy một cái challenge của chị Giang, Thanh Giang, chị Hồ Phạm Thanh Giang đúng không ta? Mình nhớ là chị Thanh Giang. Chị làm một cái thử thách về tiếng Anh. Và mình đã bị sốc hoàn toàn khi mà mình xem cái clip đó. Mình không nghĩ là một người Việt có thể nói được tiếng Anh đến mức như vậy. Thì mình mới nói là wow, như vậy là mình phải tìm cái người thầy của chị này để mà mình theo học. Thì mình mất đâu khoảng một ngày để mà mình tìm ra được cái Facebook của cô, cái cô dạy tiếng Anh của chị Giang á, là cô Hiếu. Xong rồi sau đó mất từ 2 đến 3 tháng để mà mình xem thử coi là cái cách cô này dạy như thế nào, trung tâm ra sao. Mình cứ nghĩ là sẽ đến trung tâm để học. Thì mình cũng có inbox để hỏi. Thì cô trả lời là học online. Và mình ban đầu thì mình rất là kiểu bối rối. Tại sao lại là học online? Học online làm sao có hiệu quả? Trước giờ mình chưa có học online bao giờ hết. Cho nên là mình cũng bán tín bán nghi. Rồi mình cũng tìm hiểu tiếp, thì mình thấy những cái video của cô chia sẻ về cái cách lồng tiếng bằng tiếng Anh nè, rồi những cái clip cô làm, rồi những cái livestream của cô. Thực sự thì mình đã bị thuyết phục hoàn toàn và mình quyết định là mình sẽ đăng ký học. Và cuối cùng thì mình cảm thấy không hối hận, bởi vì khóa học đầu tiên của mình đăng ký là Train Your Voice. Thì cái khóa này nó chỉ cho mình toàn bộ cái những cái chữ cái trong bản phiên âm quốc tế IPA. Thì sau khi học xong cái bản phiên âm này á, thì mình sẽ phát âm từng cái chữ cái đó rất là tròn vành rõ chữ. Các bạn biết không, có một cái kỷ niệm mà mình không thể nào quên được luôn ấy. Đó là cuối cái khóa Train Your Voice thì tụi mình được làm một cái bài báo cáo. Bài đó là bài A Kiss, là một cái đoạn hội thoại mà tất cả các học viên đều phải nộp lại đúng hạn. Thì mình cũng làm rồi cũng nộp lại để được lắng nghe những nhận xét của cô. Thì sau khi mà sửa xong các lỗi ấy, thì cô đăng cái bài đó lên trang YouSpeak về cái kết quả học viên. Thì các bạn biết không, rất bất ngờ vì lần đầu tiên trong hơn 20 năm cuộc đời của mình có người nhắn tin cho mình và hỏi rằng là em ơi, em học tiếng Anh như thế nào vậy, có thể chỉ cho chị không? Rồi có một chị kia là giáo viên, chị nhắn tin cho mình và chị nói là em ơi, làm sao để nói tiếng Anh hay được giống như em có phương pháp nào không, chỉ cho chị với, chị bị mất gốc tiếng Anh. Trời ơi các bạn ơi, các bạn nghĩ đi, trước đó mình là gọi là một cái bạn mà không biết gì về tiếng Anh, xuất phát từ con số 0 và nói chung là nền tảng của mình không có luôn ấy. Cuối cùng sau cái bài A Kiss đó là một trong những cái bài có thể nói là đánh thức mình, cho mình biết rằng là không phải mình học dở tiếng Anh mà là tình yêu của mình trước đó chưa đủ lớn để chinh phục nó. Và cũng chính sau cái bài đó mà mình yêu tiếng Anh nhiều hơn, mình quyết tâm, hạ quyết tâm học nhiều hơn. Rồi nói chung là cái bài đó giờ vẫn còn trên cái trang của YouSpeak và mình cảm thấy rất là thích mỗi lần xem lại. Bài A Kiss, bài báo cáo đó thì mình quay đi quay lại rất là nhiều lần và mình bỏ rất là nhiều thời gian và công sức vào đó, cho nên là cái kết quả mà mình nhận lại thì nó cũng rất là như ý. Nhưng đây thì mình cũng chia sẻ luôn là cái khóa học tiếp theo sau khi mà mình hoàn thành khóa học Train Your Voice là khóa học tiếng Anh đời sống. Ở khóa học này thì các bạn sẽ được học
rất là nhiều những cái câu giao tiếp tiếng Anh hàng ngày. Nói chung là nó hay lắm các bạn, bởi vì là mỗi một ngày như vậy thì mình sẽ nạp được rất là nhiều những cái cấu trúc câu căn bản. Thì sau khi mà học khóa này xong á, sẽ có một cái khối lượng từ vựng rất là lớn. Thứ nhất, thứ hai nữa là mình sẽ nhận được rất là nhiều những cái cấu trúc câu, và khi mà giao tiếp thì các bạn sẽ tự tin hơn rất là nhiều. Từ vựng có nè, rồi cấu trúc câu thì mình cũng đã có luôn rồi, bây giờ mình chỉ ghép những cái từ vựng mà mình biết vào để cho ra một cái câu mới thôi. Đó, thì cái khóa tiếng Anh đời sống là một trong những cái khóa học mà mình nghĩ nó cũng rất là cần thiết. Và sau khi học xong tiếng Anh đời sống thì chắc chắn là mình cũng sẽ ôn lại thật là kỹ cái khóa học này và sẽ đăng ký cái level tiếp theo nếu có. Bởi vì hình như là mình cảm thấy là cái phương pháp dạy của cô Hiếu rất là phù hợp với mình. Các bạn thì mình không biết như thế nào, nhưng mà nếu như các bạn cũng mất gốc và cần tìm một người để truyền cảm hứng, truyền động lực cho các bạn, cũng như là cần tìm một người đủ nghiêm khắc để mà cho các bạn xây dựng được một cái lộ trình học tiếng Anh bài bản từ cơ bản cho đến nâng cao, thì mình nghĩ cô Hiếu là một trong những người giáo viên rất là có tâm huyết. Nhân đây thì em cũng xin được cảm ơn cô Hiếu rất là nhiều, một người cô rất là tuyệt vời, đủ nghiêm khắc và đủ cứng để có thể đối phó với những cái học viên giống như em rất là lì lợm. Cảm ơn cô rất là nhiều ạ.